sốt cà ri là món ăn mà chương trình ẩm thực Quảng Ninh ngày hôm nay muốn giới thiệu tới quý vị và các bạn. Thường thì xua cua sốt cà ri thì ta chọn cua thịt ăn thì đỡ ngậy hơn. Cua sốt cà ri thì còn gồm có những cái nguyên liệu sau đây: ớt chuông xanh đỏ, hành tây, tỏi, hành tím, cà chua bi. Cà chua bi ta dùng để trang trí nha các bạn. Xả và lá ta cắt khúc. Món cà ri là không thể thiếu sữa tươi và nước cốt dừa, bột cà ri, bột nghệ, tiêu, dầu ớt, nước mắm, đường, hạt nêm và trứng. Cuối cùng là dầu ăn. Công đoạn đầu tiên là chúng ta là ướp cua. Tiếp đến ta cho một ít tiêu để khử mùi tanh của cua. Xong là một ít hạt nêm, bởi vì cua nó đã có vị mặn. Rồi xong chúng ta cho một ít trứng. Bắt đầu sau khi cua đã thấm đều, ta cho bột chiên giòn vào. Ta đợi khoảng 15 phút rồi chúng ta sẽ đem đi chiên. Sau khi chiên cua xong thì chúng ta sẽ bằm hành với tỏi để xào làm sốt cà ri. Ta tiến hành làm sốt. Sau khi người ta phi thơm hành, tỏi, xả, bột cà ri và bột nghệ thì ta cho nước cốt dừa với sữa tươi vào. Nước sốt sôi ta cho cua vào. Màu rất là đẹp các bạn. Muốn ra thể hạ lửa nhỏ xuống nha các bạn. Rồi ta cho vào 2 muỗng cà phê hạt nêm. Trong quá trình đợi cua sôi thấm gia vị thì chúng ta sẽ sắc la ghim. Cua đã thấm gia vị thì chúng ta cho la ghim vừa sắc xong vào. Sau cùng chúng ta cho thêm dầu ớt và nước mắm và chúng ta sẽ hoàn thành món cua sốt cà ri nha các bạn. Tầm cỡ khoảng 2 muỗng cà phê. Vậy là món cua sốt cà ri thì đã hoàn thành rồi. Mùi thơm và màu sắc thì vô cùng quyến rũ. Mời quý vị và các bạn hãy cùng hành trang thưởng thức nhé. Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, sau khi mà thưởng thức món cua sốt cà ri thì Hiền Trang cảm nhận được rõ thịt cua thì ngọt và thơm, nước sốt thì đậm đà, béo ngậy. Đây thực sự là một món ăn vô cùng là tuyệt vời. Và hy vọng rằng với gợi ý của chương trình, quý vị và các bạn sẽ bỏ túi thêm được một món ăn ngon nữa khi đến với Quảng Ninh của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!